Hôm trước á, lúc mà tụi em đi đặt chấm lương á thì phát hiện ra chỗ này nhiều ốc lắm á chị. Dạ. Mà hôm nay trời buổi nhất này buổi sáng á, thì thường ốc nó hay đeo trên cỏ lắm, nên là mình tấp chỗ nào mình vô mình coi thử coi. Mình vô chỗ này đi ha. Mình vô mình coi thử coi nó có sâu không nữa. Sợ sâu quá cái đứng không tới á, chống sườn vô luôn. Ui chỗ này sâu rồi nghe. Chỗ này không sâu nè. Có mấy bờ người ta trồng cỏ nè. Đâu để em bước xuống thử rồi. Chỗ này sâu. Xích vô xíu nữa chị ơi. Rồi rồi em thấy chỗ này được nè. Dạ được, chỗ này không sâu lắm. Từ bình tĩnh nha. Rồi. Nhỏ vừa mới đứng lên nè. Chỗ này cũng được nè, nhưng mà mình phải đi nhẹ nhẹ thôi á, để ốc nó rớt xuống hết. Đem thao nội chắp theo lông bắt ốc. Mình tìm mấy cái chỗ này nè. Đi vòng vòng chị ha, ngăn đi vòng vòng luôn. Nói mình thấy nó đeo trên cỏ là được. Được chứ chị. Tự nhiên em mắc cười quá à. Cẩn thận nha. Cũng nhiều quá, bữa em với ngăn thấy nó rớt ra. Mà phải đi vòng vòng mình kiếm nữa, mình đi chỗ này kiếm mớ, cái chỗ kia mình kiếm mớ. Xách cái nồi theo. Khó tìm lắm, thấy chỗ nào nó đeo đeo á. Mình vuốt vuốt trên mấy cây cỏ á chị. Nè nè nè, ở đây được con nè chị ơi. Trời ơi. Đây con ốc nhỏ xíu xíu à. Mò mò vuốt nó trên mấy cây cỏ. Đây, đây đụng con nữa. Đây con nữa nè. Hai con, ba con. Ôi, ốc mùa này sao có chút tăng tăng vậy nè. Đây, cái này là ốc lát đó các bạn. Được ba con nè, nó đeo trong cỏ. Mình vuốt vuốt mấy cái cỏ nằm ở dưới á, là nó đeo dưới á. Đây nè, nó hay nằm ở dưới đây nè. Hình như ốc mùa này không to hết rồi. Xíu à. Wow, con ốc bu vàng. Thôi kệ bỏ vô luôn. Nó trốn dưới hết trơn rồi. Bỏ ốc bu vàng ra. Được mấy con rồi. Em được ba con. Nó nằm dưới chân cỏ cảm ơi. Nhỏ nhỏ không à. Nè. Trời ơi, mini size quá, bỏ mấy xíu xíu rồi ông nội ơi. Mà này có cái xíu 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 luôn nè. Thôi mình cho nó đi đi. Nó còn thằng quá. Ở đây được một con nè chị. Thôi. Ôi da. Đây, có thêm một con nữa. Nó vuốt vuốt ở dưới mấy cái. Này. Đâu chị? Đây. Mà sao ốc này nó nhỏ xíu à ha? Nó chưa đủ lớn. Nó chưa đủ sức lớn á. Nó nhỏ nhỏ mà. Ui, cắm ơi, cắm ơi. Dạ. Đây. Wow. Một con nữa. Mình vuốt ở dưới mấy cái chân cỏ. Vuốt ở cỏ nhiều lắm. Rồi, cái đó đi cùng với nhau chơi nha. Chị mà khen ta lại ngoại chị ăn nha. Hình như nãy chị thảy lộn thao phải.
Rồi em thấy ở ngoài rồi. Ở ngoài hả? Em mới mò được không con? Em thấy đâu đi? Rớt xuống đây nè. Ê, ê. Cũng nhiều quá chị. Nhiều nhiều. Nhưng mà nó lắc đét rồi cưng ơi. Nó đây. Ê ê, chị Năng ơi, chị có đó nè. Đâu? Đó này nè. Nè. Đó. Trời ơi. Cái gì mà bả nhỏ xíu xíu vậy trời. Hay được con. Wow. Hình như chúng ngủ ốc thì phải. Không có một con à. Đây được một con. Ủa ốc lát không mà chị ơi. Lát ngon lắm á nha. Thôi thấy giờ nó bộ rồi nè. Nó đeo dưới mấy cây á, cái mình vuốt cái cỏ cái là còn có mấy cột dưới luôn á cả. Nằm dưới cột dưới luôn á. Ôi ôi đang con đó nè. Mình đi cái thằng gì rớt á. Quá trời luôn. Vừa được hai con. Màu hết trời luôn. Nhiều hết mấy cây cỏ luôn. Trời ơi. Nói chút xíu ra nè mẹ. Đảo quá. Đi tới phía trước kìa. Đi cẩn thận. Xịn nước. Đó, đây là một con đó nè. Đó, nó đeo nè. Cái con này có chút xíu luôn á. Ủa? Vậy khó này là bóp gì vậy chị? Con ơi giống như con ốc quắn nha. Nhưng mà nó là nè, ốc các biển. Bạn coi nè. Ốc quắn là ốc biển. Cái đít nó kỳ kỳ. Thảy vô nồi chị vậy đó. Ủa con này to nó đi theo luôn. Một cái to cái nó dính 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 theo vậy đó. Wow, được một con nữa. Đau lưng. Kìa cắm nó kìa. Quá trời luôn. Ủa đây đừng con nữa nè. Ở đây có mấy con không nè. Cái nước nó cứ chào chào xong nó cứ bò đi ngoài à. Đụng vô là nó buông ra. Cứ đụng vô nó là nó bò mất đi nè. Em dặm dặm ra nó chạy ra. Hồi nãy đụng được thôi bác con. Gì vậy chị? Có gì trên cổ luôn nè. Không có ốc ấy á. Sên hả? Ốc đó là ốc gì á, không phải là. Bạn ơi cho bạn xem nè. Ôi. Ốc đó là ốc gì em cũng không biết luôn á. Ốc gì vậy chị?
thôi vô là thấy rồi. Thấy chưa? Nó đã thấy rồi quá trời luôn. Trời ơi cái gió. Còn một con nữa nè. Nó đều ở dưới mấy cái cây cỏ đó, có mấy con ốc nhỏ, mấy con ốc bự nữa. Đây, đó. Nè, chỗ này hai con luôn, nữa chút xíu à. Ồ, ốc này nó nhỏ nhỏ luôn hả? Sâu quá. Vì ăn chạy bong bong vậy. Nó làm sâu. Bìm bìm kêu. Bìm bìm kêu quá. Trời trong này sâu quá chị ơi. Quá trời luôn. Cắm cái đây là cắm, cái này chị thấy gì mà cắm. Em vuốt vuốt ở chỗ cái chằn á. Nhiều lắm luôn. Dưới cỏ. Ừ. Mà nó sâu sâu em phải lặn lặn cái tay xuống mới được. Ừ. Chỗ này nước sâu quá ha, mà cá máu nhiều. Có cá bơi. Ừ. Chỗ này là cắm. Có một con. Ủa có con ốc quá. Ốc quắn nè các bạn. Đấy, đây là một con nữa. Ôi. Nó ghìm nó khúc tút chứ mà sao cái này nó sâu quá. Wow. Wow. Mới chút xíu thôi. Chút xíu là gần tiếng. Mình bắt được bao nhiêu rồi. Bây giờ ba chị em tụi mình đi qua bên kia bắt thêm nữa. Ở ngăn này cũng không có giết cái vụ gì vậy không. Ôi đã quá. Các bạn coi nè, ở đây là toàn là ốc lát thôi. Thôi giờ mình đi qua đi, bên này nó sâu quá. Con trai hay cỏ gì chị? Con trai. Mình vô bên kia. Đây xách đồ đi. Lâu rồi cũng không gặp ốc không sao mà mấy cô lại quá trời luôn á các bạn. Bây giờ con bán là 25.000 đồng một ký, mấy cô một hộ hai chị em tụi con kiếm tiền nha. Dạ con đi nha. Dạ con đi nha cô. Để con hút cho. Dạ 800 gram hả? 800 gram tí, 500 gram tí.
chồng em đưa 5 ngàn, bỏ ra 5 ngàn là 20 ngàn. 20 ngàn. Cái này là chưa được ký, chị bỏ qua đây cái ký nha. 700 gram, 700 gram, bỏ ra 5 ngàn, 7.5, tiếp ra 7.5. 7.500, 7.500 thôi. Dạ chưa, nhà cô đỏ con xíu nha cô. Cô có 17.000 luôn hả cô? Cái này luôn thôi. Vậy hai đứa chia ra. Cảm ơn cô. Cô giữ à, con đặt rồi. Dạ ký 8 mấy à, không chưa được ký 9 ngàn. Dạ ký 8 yếu. Trời ơi, tôi mua đầu tiên mất không được. Ủa chị em cái mập 800 gram chị. Chị mà không được 2 kg nữa nè. Thôi chị ơi, chính chị ký 8 thôi. 2 kg thì nó 50 ngàn. 20 với 25 ngàn là 45 ngàn chị. Ký 8 là 45 ngàn. Dạ đúng không? 45 ngàn mà lại có 55. 45 thôi là 55. Không đủ. Ủa chị lấy cái bọc nãy cái bọc 800 ngàn đó chị lấy tiền chưa? Chưa, chị chưa lấy tiền. Đưa tiền đó, đưa dưới 20 thôi mới lại. Chị chưa lấy nữa. Cho con đổi 100 ngàn được không ba? Có đủ. Có nhiều nữa. Nữa. Đổi nữa chúng ta. Nữa hả? Cảm ơn. Má không có đem tiền. Mua bán không có đem tiền. Rồi. Rồi. Còn một ký cám nè, tính 45 ngàn của cô. Dạ rồi, đợi con xíu cô lên 5 ngàn. Cảm ơn cô mấy gì nha. Thấy chưa, còn hiếu cô đó chưa trả tiền á. Sao đừng quên đâu. Chưa, cô chưa trả tiền thì lấy một ký hay vậy? Ký cái này ta lấy 800 ngàn. Vậy lấy cho mới trả là 900 ngàn. Dạ, cảm ơn cô. Cái kia con này bắt sáng giờ luôn á, hai đứa. Rồi con này đem về hầm nướng. Con này cô mua gì cô nuôi hả cô? Nuôi. Hôm trước cô nghe cô nói cô nuôi ốc gì á cô? Cô ốc nuôi ốc gì? Ốc bu. Ốc bu hả? Ký nè. Là hai này về nuôi hết luôn hả? Rồi. Con lấy bằng này chết. Con mua con nuôi đó hả? Nuôi thảy vô bồn luôn. Có hỏi con lớn không? Con biết nó lớn không? Tại bắt ngoài đồng nó có nhiều. Con không biết con bắt được mớ rồi. Con bán thấy em á. Mai mốt tụi con bán với cô ủng hộ nữa nha. Hả ốc gì? Wow, cục tiền này thích quá à. Con đá hả? Mấy con hả? Qua đây cho cô lên. Trời ơi, chịu quá trời. Em nuôi chịu. Bỏ vô thí đại coi nó có lớn không? Có rồi. Có hai tấm giấy 5 ngàn không? Có hai tấm giấy 5 ngàn không? Bỏ một hỏi bây giờ. 100 ngàn. Có lại 55 ngàn. Còn 5 ngàn nữa. Tại vì 40 ngàn. Cảm ơn chị. Cảm ơn mấy cô nha. 7 ngàn sau một chuyến anh đi bắt ốc của mấy chị em đi về bán được 107 ngàn luôn. Tụi ở đây rất là vui luôn, tôi và mấy chị em đi về nhanh nha. Để hơn tụi đây nhiều quá không nên. Nếu mà các bạn thích thì nhớ like một tí để ủng hộ cho mấy chị em nha. Xin chào. Nó về đây.